chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, và bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Nâng cao chất lượng tôm và nói không với dư lượng kháng sinh vẫn là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong năm 2017. Thị trường xuất khẩu lao động đi Đức đang mở rộng thu hút lao động Việt với mức lương hấp dẫn. Cùng đến với làng cốm Phong Hậu, nổi tiếng hơn 100 năm tuổi của Phú Yên, để thấy được không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho những mẻ cốm mới trước ngày 23 tháng Chạp sắp tới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Bản thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Philippines năm 2010 đã chính thức được gia hạn cho giai đoạn tiếp theo từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Theo đó, thì Việt Nam sẽ cung cấp cho Philippines 1 triệu 500.000 tấn gạo một năm, và hiện nay chỉ các nước đã ký bản thỏa thuận thương mại gạo cấp chính phủ với Philippines là Campuchia, Thái Lan và Việt Nam mới được tham gia các cuộc đấu thầu cung cấp gạo cho nước này. Thành công của việc gia hạn đúng thời hạn của bản thỏa thuận sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp đầu mối của Việt Nam tham gia vào các đợt đấu thầu gạo cấp chính phủ sắp tới tại Philippines. Dự kiến đợt đấu thầu tiếp theo sẽ được tổ chức trong tháng 1 này. Còn ở thị trường trong nước, do kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài nên hiện các doanh nghiệp tôm ở đồng bằng sông Cửu Long đang tất bật hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên thì kế hoạch này đang gặp khó khăn do thời điểm hiện nay nguồn tôm nguyên liệu thiếu trầm trọng và giá thì lại tăng cao kỷ lục. Cụ thể là giá tôm sú loại 30 con 1 kg được thương lái thu mua tại ao từ 230.000 đến 250.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ chân trắng loại 50 con 1 kg giá từ 150.000 đến 160.000 đồng 1 kg, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Do thiếu nguồn tôm nguyên liệu nên có nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng hoặc nghỉ Tết sớm hơn kế hoạch. Theo các doanh nghiệp thì tình hình này sẽ còn kéo dài trong vài tháng tới do hiện nông dân chỉ mới bắt đầu thả nuôi trở lại. Cũng theo dự báo thì xuất khẩu tôm năm 2017 tiếp tục tăng trưởng dương nhờ vào xu hướng gia tăng nhu cầu của thị trường. Thị trường châu Âu sẽ tăng mua tôm đáng kể khi Việt Nam đã áp dụng các biện pháp một cách có hiệu quả, bảo đảm kiểm soát hóa chất kháng sinh. Việt Nam sẽ phát huy lợi thế nuôi tôm sú và cung cấp cho thị trường ở các phân khúc cao. Vậy là dù năm cũ hay là năm mới thì nâng cao chất lượng tôm và nói không với dư lượng kháng sinh vẫn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Theo các chuyên gia ngành thủy sản, dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt như hiện nay, nông dân không thể nuôi tôm hiệu quả bằng kinh nghiệm mà phải ứng dụng khoa học và công nghệ. Ví dụ như về đo lường tự động chẳng hạn, đo về nhiệt độ, về độ mặn, về độ kềm chẳng hạn, thì có những cái thiết bị để đo tự động để giúp người dân họ biết chính xác lại chuyện gì đang xảy ra với ao tôm. Để làm được điều đó, đơn vị này đang tích cực phối hợp với các chuyên gia hàng đầu về thủy sản trên thế giới để nghiên cứu, chuyển giao cho người dân quy trình sản xuất con tôm sạch và chất lượng nhất. Thì trong trường hợp chúng tôi đi triển khai cho người dân mà trên quy mô nhỏ thì có thể nói là chi phí dao động đâu đó khoảng 70 triệu cho một cái nhà màng diện tích 100 m². Như vậy là đối với những hộ dân mà không có vốn nhiều và không có cái nhân lực nhiều chẳng hạn, chỉ có hai vợ chồng, hai người con, thì có thể là những cái diện tích nhỏ như vậy là đủ để họ trong cái khả năng quản lý của họ cũng như trong khả năng về vốn để họ đầu tư vào các cái vùng nuôi như thế này. Có thể nói đây là một cái hạt nhân để chúng ta tổ chức sản xuất con tôm. Thứ hai là sẽ chuyển giao cái công nghệ này cho người dân. Bởi vì có người dân có được hưởng thụ từ cái công nghệ tốt này đó, cái công nghệ cao này đó, thì là cái sản lượng nó mới đủ lớn để mà chúng ta tổ chức xuất khẩu. Để chuyển giao hiệu quả, giai đoạn đầu, Viện Nuôi trồng Thủy sản 2 và Tập đoàn Việt Úc sẽ đầu tư con giống, thức ăn và kinh phí xây dựng nhà màng cho nông dân nuôi thí điểm. Ngoài ra, phía doanh nghiệp còn ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhằm đảm bảo giá cả và đầu ra tốt nhất cho người nuôi tôm. Một cái Tết no đủ và sung túc đang hiện hữu ở các làng biển Quảng Ngãi khi mà ngư dân các tàu đánh bắt xa bờ trở về từ ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa đều đầy ắp cá tôm. Và những ngày này thì ở cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chật cứng tàu thuyền của ngư dân vừa từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa trở về đất liền để chuẩn bị đón Tết bên gia đình. Trong chuyến ra khơi cuối cùng trong năm, nhờ thời tiết khá thuận lợi nên các tàu khai thác xa bờ trở về tôm cá được đầy khoang. Giá bán khá, tiêu thụ thuận lợi. Sau khi trừ hết chi phí, bình quân mỗi tàu cá ngư dân thu lãi từ 50 đến 100 triệu đồng. Thu nhập từ chuyến biển cuối năm sẽ giúp ngư dân yên tâm vui Tết và chuẩn bị cho chuyến mở biển đầu năm mới.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc rau củ và lên kế hoạch để sắp tới sẽ nhân rộng ra đối với nhiều trang trại rau và phân phối tại nhiều siêu thị trên địa bàn. Tuy nhiên, có lẽ điều mà người tiêu dùng quan tâm hơn cả là làm thế nào để những con tem này được cấp đúng quy trình và không bị nhân bản hoặc làm giả. Phải đợi đến vài ngày nữa thì những cái loại rau được dán tem như thế này mới có thể xuất hiện rộng rãi tại nhiều siêu thị. Tuy nhiên thì vào thời điểm này, khi những người tiêu dùng đầu tiên tiếp xúc với những cái loại tem như thế này thì câu hỏi mà họ đặt ra là làm thế nào có thể kiểm soát tốt được với những cái lượng tem và đúng với loại rau mà họ lựa chọn. Cái tem có khi người ta cũng làm giả được, thì phải nên chú ý mấy cái đó, thì các cơ quan chức năng thì nên phải xem kỹ thì người tiêu dùng người ta sẽ yên tâm hơn. Đại diện câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao, nhóm thành viên phát hành loại tem này cho biết, điểm ưu việt của loại tem này là không thể làm giả vì được sử dụng đến 2 lớp dữ liệu và tem cũng chỉ được cấp theo đúng số lượng rau đã được cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát. Trên con tem của chúng tôi thì nó có 2 dòng dữ liệu, một cái dòng dữ liệu cho sản phẩm và một cái dòng dữ liệu thứ hai là để kiểm soát. Cho nên là 2 cái dòng dữ liệu đó nó mới định danh được một cái tem. Mỗi một con tem có một mã số riêng và chúng ta chỉ có thể quét một lần, họ không thể nào sử dụng lại cái con tem đó để dán trở lại một sản phẩm khác được. Người tiêu dùng mừng hơn khi đã có thể truy xuất nguồn gốc rau củ quả qua một con tem. Như vậy, việc còn lại là làm thế nào để đảm bảo các mắt xích của quy trình này đúng như mục tiêu đã đề ra. Xung quanh vấn đề tiêu thụ nông sản nói chung, nông sản Tết nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trên thị trường. Và mối liên kết tiêu thụ tầm cỡ quốc gia mà Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam bắt đầu được xây dựng vẫn cần sự hỗ trợ chính sách của nhà nước. Cùng với đó thì cần có những điều chỉnh trong nhận thức và phát triển thương hiệu của các hợp tác xã sản xuất nông sản. Lạ lẫm, ngại mất thời gian, nhân công cho việc dán tem nhãn và truy xuất nguồn gốc và sản phẩm như thế này. Vẫn còn một số chủ vườn áp dụng quy trình chăm sóc cam khác nhau mà thiếu sự uốn nắn, điều chỉnh của cán bộ kỹ thuật. Rõ ràng, bà con cần hiểu rõ mình phải thay đổi gì để tham gia ổn định trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Nhà nước cần phải tích cực đào tạo về chuyển giao khoa công nghệ cho hợp tác xã, cho nông dân trực tiếp ở trong vùng trồng. Từ cái việc nâng cao cả cái nhận thức về cái tiêu chuẩn, chúng tôi cũng có một số kiến nghị. Thứ nhất là bà con cần phải thay đổi tư duy trong sản xuất, đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật và sản xuất để phù hợp với các cái tiêu chuẩn, tiêu chí nông sản an toàn. Bà con cần phải có những cái vùng sản xuất lớn, quy mô hàng hóa tiến tới là đồng nhất, 3 đồng và 2 vừa, tức là đồng nhất về sản phẩm, đồng nhất về công nghệ, đồng nhất về giống. Hướng tới việc xuất khẩu nông sản an toàn và nâng cao lợi thế cạnh tranh với nông sản nhập ngoại, Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam đang bắt đầu xây dựng những vùng sản xuất nông sản an toàn nhằm chủ động hơn trong quản lý chất lượng sản phẩm trong chuỗi giá trị của mình. Chuyển sang một số thông tin nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì nhiều trang báo trong nước và quốc tế đăng tải bài viết về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hội đàm về nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Báo giới quốc tế đặc biệt quan tâm đến phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản tại cuộc họp báo về việc cung cấp tàu tuần tra biển mới cho Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ sở hữu ngân hàng cho khối ngoại sớm nhất trong năm nay để đẩy nhanh quá trình đại tu hệ thống ngân hàng trong nước và thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế. Bloomberg đã có bài viết sau cuộc phỏng vấn với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hiện giờ, nếu có bất cứ một nhà đầu tư nước ngoài nào quan tâm đến việc mua một trong số những ngân hàng hoạt động không hiệu quả, chúng tôi sẽ bán toàn bộ luôn. Thủ tướng cũng trả lời câu hỏi của Bloomberg. Thủ tướng không nêu ra mốc thời gian cụ thể trong năm nhưng nói rằng chính phủ có thể bán toàn bộ những ngân hàng hoạt động không hiệu quả. Ông loại trừ Ocean Bank, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước điều hành từ năm 2015. Trần sở hữu ngân hàng trong khối ngoại hiện ở mức 30%.
Báo điện tử Chính phủ có bài viết về logo chính thức của APEC Việt Nam năm nay. Theo báo, thì chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC Việt Nam 2017. Nhóm tác giả thuộc công ty Max MP đã giành giải nhất. Thiết kế là tập hợp những hình chuyển động xoay quanh tâm được cách điệu từ hình tượng mái chèo và chim lạc trên trống đồng Đông Sơn truyền thống của Việt Nam với 21 tia mặt trời hội tụ và lan tỏa, được vẽ cách điệu thành 7 con chim lạc thể hiện cho 21 nền kinh tế thành viên APEC. Một bộ phim tài liệu về chiến tranh của Việt Nam gồm 10 phần dự kiến sẽ phát sóng trên kênh PBS của Mỹ vào mùa thu năm nay. Báo CBS của Mỹ đưa tin bộ phim là sự kết hợp giữa nhà làm phim Ken Burns và nhạc sĩ John Reznor. Ken Burns được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim tài liệu về cuộc nội chiến tại Mỹ, còn John Reznor từng đoạt giải Oscar tại hạng mục nhạc phim hay nhất cùng Asti Crossroads trong bộ phim Mạng xã hội năm 2011. Hans Bern và Asti Crossroads cũng làm nhạc cho bộ phim tài liệu trước cơn lũ. Trong phần tiếp theo của bản tin, chương trình phi lợi nhuận hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động Việt Nam đi làm việc tại Đức. Đại diện Bộ Tài chính sẽ làm rõ thắc mắc xung quanh đề xuất của Bộ này về tăng phí môi trường thông qua xăng dầu. Tiếp tục những thông tin thời sự, theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO với thanh niên Việt Nam từ 15 đến 29 tuổi, thì chất lượng đào tạo của các trường tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Cụ thể là sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học cần trung bình hơn 7 tháng để tìm công việc đầu tiên họ thấy ổn định và hài lòng. Con số này với lao động có trình độ trung học phổ thông là gần 18 tháng. Khảo sát cũng chỉ ra rằng 26% lao động trẻ có trình độ học vấn cao hơn so với yêu cầu của công việc họ đang làm. Còn những người có trình độ thấp hơn yêu cầu công việc chiếm tới hơn 23%. Gần 2/3 sinh viên trong năm 2015 cho biết họ thích làm việc trong khu vực nhà nước, chủ yếu là do công việc ổn định. Lương gần 100 triệu đồng một tháng với một lao động Việt xuất khẩu tại Đức. Quý vị có thể tin được điều này không ạ? Và điều đáng nói là người lao động chỉ phải chi trả duy nhất 300 euro để làm thủ tục, còn lại thì sẽ miễn phí hoàn toàn. Bởi đây là chương trình phi lợi nhuận hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức ký kết. Điều này sẽ mở ra cơ hội đổi đời cho hàng trăm lao động Việt Nam tại Đức. Mới làm việc cho diễn đàn người cao tuổi tại Đức, gọi tắt là Vivantes, được 2 năm. Nhưng mỗi tháng chị Thu nhận được gần 100 triệu đồng tiền lương. Công việc chính của chị là điều dưỡng và chăm sóc người già. Tôi cảm thấy rất thoải mái với các cư dân ở đây. Mọi người rất tốt với tôi. Lúc đầu dĩ nhiên là có một số khó khăn, vì lúc ấy tôi còn bỡ ngỡ và tiếng Đức của tôi chưa tốt. Các cư dân không hiểu tôi nói gì, nhưng tôi đã cố gắng cải thiện khả năng tiếng Đức của mình. Và bây giờ các bác ở đây đã tin tưởng vào tôi. Có đúng không ạ? Rất hài lòng. Và cô cũng hài lòng với chúng tôi chứ? Dĩ nhiên rồi ạ. Theo chị Thu, nước Đức đang thiếu những điều dưỡng viên chăm sóc cho người già. Chính vì thế, những lao động Việt khi sang làm việc tại các trung tâm điều dưỡng luôn nhận được sự ưu ái từ phía nước sở tại với mức lương hậu hĩnh. Còn nhóm bạn này là học viên khóa 1 vừa xuất cảnh được 3 tháng, nhưng đã kịp bắt nhịp với công việc và cuộc sống mới ở nước Đức. Với 13 cơ sở điều dưỡng, có 1.900 giường bệnh tại Berlin, nên công ty này đang rất cần một nguồn lao động lớn. Vì thế, thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động Ngoài nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với công ty vào tháng 4 năm ngoái đã mở ra một cơ hội nghề nghiệp mới cho người lao động Việt. Chúng tôi tự tin rằng Vivantes, diễn đàn cho người cao tuổi, cam kết đảm bảo với từng em học viên một suất học nghề tại trường đào tạo nghề và trong tương lai sẽ được bố trí làm việc ổn định tại Đức, với mức thu nhập tốt cho cuộc sống lâu dài tại Đức. Sau 3 năm làm việc tại công ty này, người lao động có thể tích góp được khoảng 1,5 tỷ đồng để mang về Việt Nam. Bên cạnh đó, người lao động còn có cơ hội tiếp tục ở lại làm việc cho công ty và định cư lâu dài tại nước Đức. Vâng, thưa quý vị, cũng ngay sau thông tin về mức lương gần 100 triệu đồng một tháng với một lao động Việt xuất khẩu tại Đức được chúng tôi đưa tin, thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được nhiều thắc mắc của khán giả gửi đến hỏi làm thế nào để đủ tiêu chuẩn được xuất khẩu lao động sang thị trường hấp dẫn này. Và phóng viên của chúng tôi đã liên hệ với Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị trực tiếp tuyển chọn và đào tạo người đi xuất khẩu lao động ở Đức, để làm rõ hơn về nội dung này.
Đây là buổi trao chứng chỉ cho học viên ưu tú của lớp học tiếng Đức. Những lao động Việt Nam này sẽ trở thành điều dưỡng viên tại Đức khi đạt trình độ B2 tiếng Đức sau một năm đào tạo tại Việt Nam. Sau khi kết thúc 4 năm học tại Đại học Điều dưỡng Nam Định, anh Kim Trung Dũng đã đủ tiêu chuẩn để tham gia tuyển chọn xuất khẩu lao động đi Đức. Đây là một cơ hội rất tốt cho em và có một cái tương lai có thể là rất sáng lạn. Khi mà em tham gia phỏng vấn mà biết được tin mình đỗ, báo về gia đình cực kỳ vui, bố mẹ rất là vui mừng và động viên là cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình. Tuy nhiên, để được xuất khẩu lao động sang Đức thì mỗi ứng viên phải đáp ứng khá nhiều điều kiện khắt khe. Không những có tay nghề cao, giao tiếp bằng tiếng Đức tốt, mà khi sang Đức, người lao động còn phải hoàn thành khóa học chuyên ngành 2 năm trước khi bắt tay vào làm việc chính thức. Nhưng bù lại, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động miễn phí, chỉ phải đóng một khoản tiền vài triệu đồng để làm thủ tục nhập học. Người lao động đi theo chương trình này thì phải đóng một cái chi phí rất nhỏ. Trong từ lúc học đến khi xuất cảnh, người lao động sẽ phải đóng 300 euro theo quy định. Ngoài ra thì người lao động sẽ không mất bất cứ một khoản chi phí nào ngay từ khi bắt đầu tuyển tham gia vào học một năm ở Việt Nam. Xuất khẩu lao động sang Đức trong ngành điều dưỡng là một chương trình phi lợi nhuận duy nhất được ký kết giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Liên bang Đức cách đây hơn một năm. Đến nay đã có hơn 100 lao động đi theo chương trình này và đang làm việc ổn định tại Đức. Cũng liên quan đến thị trường lao động, một thông tin không mấy tích cực mà chúng tôi vừa nhận được đó là giới chức Thái Lan mới đây đã bắt giữ 41 lao động trái phép người Việt Nam tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Nọng Khai. 41 lao động ở độ tuổi 20 đến 65 bị bắt giữ khi đang chuẩn bị về quê ăn Tết. Những người này làm nhiều việc khác nhau trên khắp Thái Lan. Cảnh sát Nọng Khai cho biết những người này đang tập trung ở khu vực Nọng Khai để tiện di chuyển về Việt Nam. Các lao động nói trên sẽ bị xử lý vì vi phạm luật nhập cư của Thái Lan. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố 11 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về trật tự an toàn giao thông dịp Tết Đinh Dậu và lễ hội xuân 2017. Người dân có thể phản ánh tình trạng tăng giá vé, chở quá số người quy định, đón trả khách dọc đường, vi phạm an toàn giao thông trong dịp Tết. Số điện thoại như quý vị đang thấy trên màn hình, đó là các số đường dây nóng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông. Mọi thông tin phản ánh tới đường dây nóng sẽ được các cơ quan chức năng xác minh và xử lý trong thời gian sớm nhất. Trong dự thảo lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính có đề xuất tăng mức thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng lên từ 3.000 đến 8.000 đồng, cao gấp đôi so với khung cũ. Có nghĩa là với mức tăng này thì giá xăng sẽ tăng thêm từ 2.000 đến 4.000 đồng một lít. Thông tin này đang gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều và để làm rõ vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với đại diện Bộ Tài chính. Cùng với cái việc mà chúng cái lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xăng và cơ bản đến năm 2024 là về 0%, thì trong đề xuất lần này chúng tôi có đề xuất là điều chỉnh lại cái khung. Ở đây chúng ta mới ban hành cái khung thuế bảo vệ môi trường thôi, và cái mức cụ thể thì phải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở đánh giá tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tác động đến giá cả của người tiêu dùng. Phải chúng ta phải tính toán đến cái việc là ngay cái mức thuế của các nước ở khu vực đây, để trên cơ sở đó là làm thế nào cái giá xăng của Việt Nam nó không thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, để tránh cái việc mà chảy xăng từ nước ta mà sang các nước xung quanh trong cốt chung đường biên giới để mất cái lợi ích quốc gia. Với cái khung này thì người dân chưa phải lo lắng gì về cái xăng tăng trong thời gian tới. Vì như tôi nói là cùng với cái việc điều chỉnh cái khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, thì cùng với việc ấy là chúng ta cắt giảm thuế nhập khẩu theo cái lộ trình. Thông tin về các điểm đến du lịch trên cả nước sẽ được Tổng cục Du lịch đánh giá định kỳ và công bố chất lượng mỗi năm một lần. Và cụ thể sẽ có 32 tiêu chí để đánh giá khu du lịch và 29 tiêu chí để đánh giá điểm du lịch, gồm nhiều nội dung đánh giá về tài nguyên du lịch, sản phẩm và dịch vụ, cơ sở hạ tầng, sự hài lòng của du khách và cả tiêu chí về sự tham gia của cộng đồng du lịch địa phương. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, để được gọi là du lịch, mỗi năm địa phương phải đón được từ 500.000 lượt khách du lịch trở lên. Còn với điểm du lịch, mỗi năm phải đón được 50.000 lượt khách trở lên. Ngày ông Công ông Táo, nếu như đối với người dân nhiều tỉnh phía Bắc thì chắc chắn cá chép không thể thiếu trong ngày này để tiễn ông Táo về trời.
Còn đối với người dân miền Trung, quý vị có biết rằng trên mâm cúng tiễn ông công ông táo sẽ phải có thêm món gì không ạ? Vâng, không phải là món gì quá xa lạ với người dân thủ đô, đó là cốm. Và ngay sau đây thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với làng cốm Phương Hậu, làng có nghề làm cốm nổi tiếng hơn 100 năm tuổi của Phú Yên, để thấy được không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho những mẻ cốm mới trước ngày 23 tháng Chạp sắp tới. Phải sau 20 tháng Chạp, cốm mới được tiêu thụ nhiều cho các gia đình chuẩn bị đưa ông táo về trời, nhưng vụ cốm Tết tại thôn Phong Hậu đã nhộn nhịp từ đầu tháng Chạp. Thực là hầu giờ ông ba mình không có bỏ cái mâm cốm, phải cúng mâm cốm. Để ra cái ngày Tết mà cúng mâm cốm, hầu giờ là Tết là phải làm cốm. Khách hàng thì số lượng là nhiều, tại ở các nơi ở đâu cũng là cúng cốm. Không như nhiều làng nghề truyền thống khác sản xuất quanh năm, người làng Phong Hậu chỉ làm cốm mỗi năm một vụ vào thời gian chuẩn bị Tết. Với nguyên liệu là nếp và đường cát, hai sản phẩm chính của thôn Phong Hậu là cốm bột và cốm dẻo. Riêng phục vụ cho ngày 23 tháng Chạp chỉ có loại cốm bột. Những ngày cao điểm này, mỗi lao động ở đây có thể làm khoảng 1.000 thanh cốm một ngày. Giá thì nó cũng bình thường y chứ không có biến động. Nhưng mà năm nay thì chắc là làm thì ít lâu hơn. Do mặt hàng thì ngoài thì nó tăng. Nhưng mà mặt hàng cốm thì mình bán không thể tăng được. Phục vụ chính cho nhu cầu của ông Táo, 23 tháng Chạp hàng năm, nên lượng sản phẩm của làng nghề truyền thống này hầu như không tăng qua các năm. Tuy nhiên, đây là sản phẩm dân dã không thể thiếu trong ngày đưa ông Táo về trời, nên người làng cốm Phong Hậu tỉnh Phú Yên vẫn duy trì nghề truyền thống này và làng nghề luôn sôi động vào những ngày giáp Tết. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin, xin mời quý vị theo dõi những thông tin dự báo thời tiết. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.